Và rất vui lại được gặp các bạn, đúng không ạ? À, trong cái thời gian vừa rồi thì mình cứ liên tục, mình cũng hay dù là bận nhưng mình cũng hay xem thông tin của các bạn trao đổi trên nhóm. Thì phải nói là rất là tôi thấy rất là vui và cũng rất là muốn chúc mừng các bạn vì các bạn đã có những cái kết quả rất là tốt khi các bạn sử dụng sản phẩm, đúng không ạ? Giảm cân rất là tốt, cải thiện sức khỏe. Thì đấy là rất là chúc mừng các bạn. Thế thì bây giờ tôi share bài một chút. Vì để lại nói tiếp về cái hôm nay thì bạn mình cũng sẽ nói qua, bởi vì bạn giới thiệu là tôi sẽ nói về trái ma quy thì tôi nghĩ các bạn đã biết rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Cái lịch của tôi hẹn là hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau tiếp về cái tác dụng của trái ma quy đối với căn bệnh huyết áp, đúng không ạ? Thì chúng ta chia sẻ tiếp, và trong đấy thì sẽ qua đấy thì cũng tôi cũng sẽ nhắc lại những cái mà các bạn vừa mới xem ở trong cái video đó, đúng không ạ? Thì nói thêm để chúng ta thêm yêu quý nó, thêm hiểu nó hơn nữa, đúng không ạ? Vì cái chương trình là hẹn như thế này nên là mình cũng không ấy, nếu mà các bạn thực sự muốn quay lại trái ma quy thì mình sẽ lấy bài khác, nhưng vì cái bài hôm trước ấy thì tôi nghĩ đang vẫn còn dở. Bởi vì huyết áp chính là một cái vấn đề mà nó liên quan trực tiếp đến tính mạng, không chỉ là sức khỏe của chúng ta. Không kể là các bạn sử dụng sản phẩm này hay sản phẩm khác thì có tiện qua đây thì là cũng muốn chia sẻ với các bạn, huyết áp chính là một cái căn bệnh mà nó có thể càng ngày càng trẻ hóa, đúng không? Càng ngày càng trẻ hóa và nó sẽ không chừa một ai cả nếu như chúng ta, đặc biệt là những người có nguy cơ. Thì hôm nay sẽ lướt lại một lần. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì nó cũng có liên quan rất là chặt chẽ đến huyết áp, đúng không ạ? Chúng ta qua nhiều bài thì chúng ta đều biết là sản phẩm này có tác dụng làm hạ huyết áp, đúng không ạ? Vậy thì nó tác dụng như thế nào? Và trên thực tế đối với người nào thì nó có thể làm giảm huyết áp, nhưng là đối với những người nào thì không, đúng không ạ? Để mình biết, bởi vì chúng ta sẽ còn gì, vì nó quá tốt, đúng không ạ? Và đặc biệt riêng về cái phần giảm cân thì 1.000 người đều nhìn thấy, tất cả chúng ta đều nhìn thấy, chúng ta có thể cân được, đong được, đúng không ạ? Có thể đo được, có thể đếm được cái số cm chúng ta giảm ở vòng eo, đúng không ạ? Chúng ta cân được chúng ta thì cái đấy là gì, cái rất là dễ nhìn thấy, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều gì đều rất là vui mừng vì nó thực sự nó là một cái tôi nghĩ rằng là một cái thuốc giảm cân số 1 luôn, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Kể cả những cái béo lâu béo bền rất là khó giảm thì anh chàng này không không có ngại gì cả, thì điều ấy rất là đáng mừng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta béo hay thừa cân tức là chúng ta đã đứng trước cái nguy cơ hoặc là chúng ta đang bị rối loạn chuyển hóa rồi. Chính vì thế nên là trái ma quy này hoặc là cái sản phẩm ma quy của chúng ta vô cùng tuyệt vời trong cái việc mà gì chống rối loạn chuyển hóa, đúng không ạ? Mà chống rối loạn chuyển hóa thì làm sao ạ? Thì nó bao gồm là thế này này, thừa cân, béo phì này, có thể là tiểu đường này, có thể là tim mạch, có thể là cao huyết áp này, có thể là gì chỉ béo phì không nhưng có thể không kèm tăng huyết áp, đúng không ạ? Và có thể là suy thận này. Đấy là những người bị gì? Chúng ta sẽ bị rối loạn chuyển hóa hay đấy gọi là hội chứng chuyển hóa. Thì chúng ta chỉ cần bị ba cái gạch đầu dòng thôi, tức là chúng ta đã đứng trước gì? Cái hội chứng chuyển hóa rồi, đúng không ạ? Hoặc là gì? Chúng ta chỉ cần chúng ta thừa cân và xét nghiệm thấy gì ạ? Cholesterol tăng, đặc biệt là cholesterol xấu tăng. Đúng không ạ? Và mỡ trung tính triglyceride tăng. Như vậy là chúng ta đã gì có hội chứng rối loạn chuyển hóa rồi. Và về lâu dần thì chúng ta sẽ bị làm sao ạ? Tăng huyết áp, đúng không ạ? Sẽ gì suy thận, đúng không ạ? Sẽ gì suy mạch vành, đúng không ạ? Nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Xa hơn nữa thì có thể là đột quỵ não, vân 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 vân, và gì bệnh xương khớp, đúng không ạ? Như vậy thì để chúng ta biết được rằng là trái ma quy đang là một cái vũ khí rất là tuyệt vời để gì xử lý chúng ta cái triệu chứng gì rối loạn chuyển hóa mà nó không từ một ai, đúng không ạ? Và thông qua nó thì làm sao, chính vì nó chữa được cái rối loạn chuyển hóa cho nên làm sao nó mới giảm cân cho các bạn, hay một cách khác thì là gì, chúng nó vừa nó giảm cân bằng cái con đường như vậy. Vậy thì hai quá trình này nó đi song song, nó có thể là hệ quả của cái việc kia, đúng không ạ? Hai cái này nó tương tác với nhau, vì vậy nên là gì nó mới đảm bảo chúng ta không chỉ vì vẻ đẹp nhưng còn phải sức khỏe nữa. Và khi chúng ta giảm cân thì làm sao ạ? Chúng ta đã ngăn ngừa được rất là nhiều những cái căn bệnh nguy hiểm, đúng không ạ?
Thì đấy chính là cái tác dụng tuyệt vời nhất của ma quỷ. Cái thứ hai đó là gì? Cái khả năng chống oxy hóa. Và chính vì cái khả năng chống oxy hóa mạnh của cái loài quả này, đúng không? À, để đưa nó đến gì, có thể gọi là gì, cái vị trí số 1 hoặc là siêu siêu trái, đúng không ạ? Bởi vì sao? Nó cung cấp cái khả năng dọn gốc tự do rất là mạnh mẽ. À, có thể là trong top đầu của tất cả những cái loại quả, đúng không ạ? Bởi vì trong cái thành phần chứa của nó là gồm gì ạ? Anthocyanin. Và trong anthocyanin thì nó có gì? Có khoảng gì? Hơn 400 loài anthocyanin ở các loại quả khác nhau. Nhưng riêng ở ma quy thì lại có gì ạ? Nó chính là cái delphinidin, đúng không ạ? Là gì? Rất là ít. Cái thành phần này nó rất ít ở trong những cái quả khác, nhưng delphinidin nó lại có đến gì, chiếm đến tỷ lệ đến gì từ 7 từ 65 đến thậm chí đến 80% trong cái loại quả mạc vì này, đúng không ạ? Thì đấy chính là một cái điều đặc biệt, bởi vì delphinidin mới thực sự nó có rất là nhiều những cái tác dụng cho sức khỏe của con người, đúng không ạ? Và còn cyanidin nữa, đúng không ạ? Ngoài ra thì trong cái quả mạc vì nó có khoảng gì, nó có khoảng 5 cái nhóm là anthocyanin khác nhau. Và chính vì thế cho nên khi mà nó kết hợp trong cái sản phẩm ma quy sắc của chúng ta chẳng hạn, thì nó có khả năng chống hết được tất cả 6 cái gốc tự do. Nếu bình thường chỉ là gì, rất là ít, chỉ có cyanidin hoặc là một mình delphinidin thôi chẳng hạn, delphinidin thì nó chống được 4 gốc, đúng không ạ? Vậy thì cái sản phẩm ma quy sắc của chúng ta chính là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời trong cái việc mà xử lý các gốc tự do, chép oxy hóa. Vậy chép oxy hóa thì nó gây ra những cái gì, hay gốc tự do gây ra cái gì thì các bạn bạn biết, nó đẩy nhanh cái tốc độ lão hóa của chúng ta lên rất là nhiều, tóc sẽ bạc sớm hơn, da sẽ nhăn sớm hơn, và đẩy cái lão hóa của thận, của tim, của phổi, của các tế bào trong cơ thể, đúng không ạ? Vậy thì đây chính là một cái sản phẩm mà ngăn chặn cái tốc độ đó, bởi lão hóa chúng ta không không chống được, nhưng chúng ta có thể làm chậm nó lại được bằng cách này, đúng không ạ? Và hôm trước cũng đã có cái giờ giảng cho các bạn biết được rằng là ma quy sắc của chúng ta hoặc là trái ma quy của chúng ta nó còn có cái khả năng làm gì ạ? Bảo vệ cái gen và cái đầu telomere ở gì, ở cái đầu mỗi cái nhiễm sắc thể của chúng ta, khiến cho làm sao ạ, nó không bị tổn thương, nó không ngắn đi nhanh sau mỗi lần sao chép, đúng không ạ? Mỗi tế bào của chúng ta nó có chu kỳ khoảng 40 đến 60 vòng sản sinh thì cái nó chết, đúng không ạ? Vậy thì đến một lúc nào đó tế bào não của chúng ta sao nó sản sinh hết, quay vòng hết thì nó chết, nó không còn nữa. Vậy lúc đấy chúng ta sẽ rơi vào tình trạng bị sa sút trí tuệ, đúng không ạ? Hoặc là làn da lúc này nó không còn tăng sinh nổi collagen nữa, mặc dù chúng ta vẫn cứ gì, vẫn cứ uống, vẫn cứ đắp, đúng không ạ? Thì lúc ấy chúng ta già thực sự, đúng không ạ? Hoặc là những cái tế bào của tóc chẳng hạn, đến lúc này nó không còn nữa. Đấy. Vậy thì trong toàn bộ cơ thể cứ lần lượt từng cái tế bào nào nó không còn khả năng sinh ra tế bào con để thay thế nó nữa thì nó chết. Vậy thì để kéo dài cái khả năng sinh sản đấy và kéo dài, ví dụ đừng dừng ở 40 chu kỳ nữa mà nó có thể vẫn trọn vẹn đến 60 chu kỳ, có tế bào nào cũng 60 chu kỳ thì nó mới mới ngừng, thì chính là nhờ vào cái đầu telomere đó. Vậy telomere đó thì người ta đã nghiên cứu được nó chính liên quan đến gì ạ? Đến lão hóa và tuổi thọ của con người. Thì bữa trước đã có một cái giờ giảng về cái vấn đề này rồi, đúng không ạ? Sản phẩm của chúng ta nó gì, nó bảo vệ telomere đó, đúng không ạ? Và nó gì, nó đảm bảo được cả cái quá trình, cái bộ máy dọn rác ở trong từng cái tế bào của chúng ta, từng cái tế bào trong cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Thì khiến cho cái tế bào của chúng ta nó khỏe, nó được sạch từ bên trong, nó được khỏe, nó có năng lượng và hàng ngày nó vẫn sản xuất năng lượng và nó vẫn cung cấp năng lượng cho chính nó, đúng không ạ? Thì đấy chính là một cái tuyệt vời, và đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể kỳ vọng để kéo dài tuổi thọ. Thực sự anthocyanin hoặc là ma quy chính là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được điều đấy, nếu như chúng ta biết sử dụng đúng, đúng không ạ? Thế thì trong quá trình chúng ta đi đến một cái việc là trẻ hóa và tăng tuổi thọ thì chúng ta cũng phải gì, phải đối mặt với xử lý rất là nhiều những vấn đề của chúng ta thì chúng ta mới đạt được điều đấy, chứ không chỉ là dựa vào mỗi trái ma khi này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ biết, đúng không? Mà điều đặc biệt đầu tiên khiến chúng ta có thể gì, chúng ta có thể gì ảnh hưởng đến, thậm chí đến tính mạng, đó chính là huyết áp. Các bạn hình dung chưa? Bởi vì sản phẩm này nó liên quan rất chặt chẽ đến huyết áp đấy. Thế thì một lần nữa, vì lương tâm nghề nghiệp thì tôi vẫn cứ muốn chia sẻ với các bạn điều này, đúng không ạ? Và tùy chúng ta sẽ đối chiếu với bản thân,
thì đến lúc đấy thì chúng ta sẽ biết phân tích được từng người đúng không ạ? Thì thôi bây giờ cứ nói qua đến cái phần đấy, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Vậy thì tổng kết lại thì trái Maqui của chúng ta, đầu tiên chúng ta hiểu hết sức tuyệt vời. Hết sức tuyệt vời nhất là cái sản phẩm của chúng ta là khả năng giảm cân, chống rối loạn chuyển hóa, chống rối loạn chuyển hóa và giảm cân. Vậy chống rối loạn chuyển hóa nó đã ngăn ngừa được gì ạ? Ngăn ngừa được rất là tuyệt vời, đó là bệnh tiểu đường. Bởi vì ở bên Chile người ta giống như thuốc đông y của chúng ta vậy, nó đã sử họ đã sử dụng và nó nổi tiếng là giảm cân và hạ đường huyết rồi, đúng ạ? Vì thế cho nên sản phẩm đầu tay này đó chính là gì, đối tượng của chúng ta chính là những người thừa cân và những người bị tiểu đường và những người gì ít vận động và dần dần dẫn đến bệnh tiểu đường, tức là cơ bắt đầu cứ teo dần đi, bụng thì cứ trễ ra to dần lên. Bởi sao ạ? Lúc này là gì, kháng insulin đó, cơ nó không tiếp nhận, nó không hoạt động nên nó không cần năng lượng, và các bộ phận tiếp nhận năng lượng của nó thì làm sao nó không là muốn làm việc, đúng không ạ? Là lúc này insulin nằm tại chỗ, là cán bộ cơ sở nằm tại cơ ấy, để làm việc để đưa đưa năng lượng vào cơ ấy, thì là sao ạ? Bị vô hiệu hóa, gọi là kháng insulin. Thì chính đây là một cái sản phẩm rất tuyệt vời chống kháng insulin, và vì thế nên nó tăng cơ, nó giảm mỡ và tăng cơ thì chúng ta rất là tuyệt vời đó, cũng như là gì ạ, nó chống kháng insulin tại tế bào não, cho nên đây cũng là một cái sản phẩm mà tăng cường trí nhớ, kéo dài cái tư duy cũng như là cái tuổi thọ của tế bào não của chúng ta cũng rất là tuyệt vời nhá. Thế và đối với da, với tóc, với móng cũng như vậy đấy, với xương cũng vậy, nó chống loãng xương cũng rất là tuyệt vời thông qua cái con đường chống oxy hóa mạnh mẽ của nó. Nếu như cách đây khoảng một thập kỷ đổ về trước thì người ta không hề nghĩ, người ta chỉ nghĩ rằng loãng xương là gì, do mãn kinh thiếu estrogen đúng không ạ? Và do thiếu canxi, người đó thiếu canxi vậy đến là kê rẹp 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 canxi đúng không ạ? Không phải, mà đó chính là gì, rối loạn và tích tụ gốc tự do, gốc tự do, và nó gây stress oxy hóa tại gì, tại xương của chúng ta, khiến cho xương chúng ta nghèo dần đi đúng không ạ? Và cái tế bào hủy xương nó hoạt động đúng không ạ? Cái cơ chế hủy hủy xương nó hoạt động rất là nhiều đúng không ạ? Tự tự chúng ta bị loạn xương lại do cái quá trình là gì, gốc tự do. Và chính mà khi nó lại là một cái sản phẩm mà người ta đã nghiên cứu được, chì mặt đặt tên được, nó ức chế cái quá trình hủy xương, các bạn hình dung, và cân bằng hai cái quá trình gì, tạo cốt bào và hủy cốt bào. Chính vì thế nên chống loãng xương và nó tăng cái nền xương, nó bổ máu, nó tăng nền xương, tăng dinh dưỡng cũng rất là tuyệt vời. Và ở đâu tất bất một cái quy luật, để muốn để các bạn là những cái chuyên gia về sức khỏe trong tương lai chúng ta hiểu được một cái quy luật tổn thương trong cơ thể, đầu tiên chính là gốc tự do. Thì đây chính là một cái vũ khí rất là tuyệt vời, rất là hữu hiệu để chúng ta quét hết gốc tự do trong cơ thể, đúng không? Quét gốc không phải hết được, bởi vì sao, gốc tự do cũng rất là cần, đúng không? Rất là cần cái quá trình oxy hóa rất là cần, bởi chúng ta là những sinh vật gì ạ, những sinh vật sống ái khí, tức là phải có oxy mới sống được, tức là tế bào chúng ta nó cần oxy, và oxy đi đến đâu thì làm sao nó có thừa đến đấy, chứ không bao giờ nó đủ, hay nó chỉ đủ đủ chăn chặn như thế, nó thừa. Và chính những cái gì, những cái nguyên tử oxy thừa trong quá trình phản ứng và trong cái quá trình mà chúng ta hô hấp như thế này, nó không được sử dụng kịp thời hoặc là trục trặc trong một cái khâu nào đấy, thì bắt đầu thì làm sao nó ngay lập tức nó phải việc gì, nó phải gắn với một trong những cái chất khác trong cơ thể đúng không ạ, những cái chất khí khác sinh ra trong cơ thể, các bạn hình dung chưa, hoặc là một những cái gốc kim loại nào đấy trong cơ thể, và thì nó làm gì oxy hóa trong cơ thể, lúc ấy mới là thừa. Đấy. Thế thì đó chính, nhưng thật là tiếc, bởi vì hiện tượng đó luôn luôn xảy ra cộng với rác trong cái quá trình phản ứng của cơ thể chúng ta đúng không ạ? Trong quá trình đốt cháy năng lượng tại tế bào thì tế bào nào cũng gì cũng có chính cái nhà rác ở trong lòng tế bào đúng không ạ? Và cái hệ thống dọn rác, hệ thống phục hồi sửa chữa luôn luôn phải hoạt động cân bằng, nhưng nó lại cũng bị gì tổn thương bởi chính gì tia UV, bởi chính những cái gốc tự do như vậy nữa. Cho nên là sao? Anthocyanin chính là một cái thành phần rất là tuyệt vời để gì phục hồi lại cái quá trình, những cái bộ máy trong đấy nó có những cái loại enzyme chuyên để sửa chữa tế bào, có những loại enzyme chuyên để gạt cái gốc tự do, có những cái loại enzyme để thúc đẩy đốt cháy năng lượng,
Như vậy là một cái tế bào nó khỏe và những tế bào khác cũng khỏe, thì mấy gì mấy chục nghìn tỷ tế bào của chúng ta đều khỏe, thì tức là chúng ta khỏe và chúng ta gì thọ lâu mà thôi, đúng không ạ? Thì đấy chính là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng bây giờ quay lại cái bệnh huyết áp một chút, bởi vì không có cái sản phẩm này thì nếu như tôi là một cái bác sĩ tư vấn trong công ty của các bạn, tôi vẫn cứ phải giảng đến cái vấn đề này, đúng không ạ? Bởi nó liên quan với giới tất cả những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, và ở công ty nào tôi cũng phải chia sẻ về cái bài tăng huyết áp này, bởi vì nó liên quan là vô cùng nhạy cảm đấy. Vậy thì để chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Cái bệnh căn bệnh này thì nó làm sao ạ? Nó gây tử vong rất là cao, bởi vì sao? Nguyên phát tức là chỉ một mình cao huyết áp mà chúng ta không biết, cứ âm ỉ một ngày nào đó trong vòng 5 năm 10 năm nó mới gì nó mới tác động, lúc đấy chúng ta mới biết. Còn khi trong 5 năm đầu chúng ta không biết đâu, không biết là chúng ta tăng huyết áp, chính vì thế nên ngày này nó trẻ hóa mà chúng ta không biết. Và có đến gì đến gì đến gần 70% số những người bị tăng huyết áp mà không biết, bạn hình dung chưa đấy? Và khi mà đã biết rồi thì làm sao ạ? Điều trị không đúng cách đấy, hoặc là lần trần, hoặc là rất là nhiều những cái yếu tố tác động cho nên khiến cho cái tỷ lệ tử vong rất là cao, đúng không ạ? Vậy thì tăng huyết áp thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Cứ huyết áp mà cao trên đây, nếu huyết áp mà cao trên gì từ cứ từ 140 trên 90 mm thủy ngân trở lên là bắt đầu tăng huyết áp rồi, và nó là tăng huyết áp độ 1. Nhưng đa số chúng ta nếu như bây giờ chúng ta cảm thấy bình thường thì đoan chắc là trong cái gì có thể quá nửa trong số chúng ta, hoặc ít nhất là 30% số những người trẻ tuổi ngồi đây chẳng hạn đã có gì giai đoạn tiền tăng huyết áp, hoặc đặc biệt những người tuổi tiền mãn kinh, hoặc là những người gì mãn dục nam đấy, hoặc là ngoài từ nam giới từ ngoài 40 tuổi, đặc biệt từ 45 tuổi trở ra là đã gì tiền tăng huyết áp rất là nhiều, đặc biệt người đó gì bia rượu hoặc là thuốc lá vân vân, đúng không ạ? Thì rất là nhiều những yếu tố thì để chúng ta biết. Vậy thì hôm trước tôi rất muốn các bạn ngồi đây, các bạn biết được chính xác huyết áp của mình. Biết chính xác huyết áp của mình thì đây chính là một cái nghiên cứu nhỏ, nghiên cứu lâm sàng nhỏ. Chúng ta không cần phải tìm tài liệu ở đâu hết rằng là uống cái sản phẩm này tôi chỉ thấy tốt, nhưng mà chúng ta không thể tìm thấy được người ta ảnh hưởng đến huyết áp như nào, bởi vì không ai biết, đúng không ạ? Thì chúng ta là những người rồi, chúng ta là nguyện sẽ theo nó, sẽ sử dụng nó cả đời, thì chúng ta phải hiểu được nó và chúng ta phải biết được chúng ta có đáp ứng được điều đó hay không. Vậy thì các bạn phải biết được huyết áp của mình, đó là cái điều mà bữa trước tôi rất là muốn để hôm nay các bạn chia sẻ. Giả dụ hôm nay mà ngồi đây có gì 25 bạn ngồi đây, đúng ạ, với tôi là 26, nhưng chỉ mình tôi bị thôi, điều rất là tuyệt vời, đúng ạ. Nhưng mà liệu các bạn có chắc chắn là các bạn không bị tăng không? Không chắc chắn, bởi vì các bạn không có số liệu, không có số đo. Đó, cho nên tôi không tổng kết được. Nếu như có này thì tôi tổng kết được là như vậy là gì? Chỉ có 1 trên 26. Thế tính ra là bao nhiêu? Chỉ khoảng gì? 3 hay là 4% gì đấy thôi, đúng không ạ? Chỉ khoảng gì chưa đến 4% là gì? Có cái phản ứng bất lợi. Vậy thì lúc này tôi mới khoanh lại, đúng không ạ? Vậy thì tôi là thuộc lứa tuổi gì? Trên 50. Là tiền mãn kinh. Vậy tôi sẽ đếm trong số 25 các bạn này có những ai ở tiền mãn kinh nữa ở cái tuổi thì nhóm ra. Vậy cộng với tôi nữa thì tính ra được cái tỷ lệ giữa cái nhóm tiền mãn kinh là cái người bị tăng huyết áp do sử dụng sản phẩm này là bao nhiêu phần trăm. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ quy ra được, đúng không ạ? Và trong cái nhóm trẻ tuổi chưa bị mãn kinh thì là bao nhiêu người và họ không hề bị, sau khi họ đã uống 2 tháng hay 3 tháng họ giảm rất là nhiều cân, họ đẹp lên rồi và huyết áp họ không suy xuyển, vẫn tốt. Như vậy rất là tốt. Vậy thì tôi sẽ phải có một cái cảnh báo đối với những người ở cái tuổi mãn kinh, là tức là những người có yếu tố nguy cơ, là sẽ có gì ạ? Sẽ có gì ạ? Gần 4% sẽ có phản ứng bất lợi đấy. Vậy thì việc là chúng ta đi tư vấn, chúng ta sẽ gì? Cảnh giác với cái nhóm đấy. Nhưng hôm nay chúng ta không có kết quả đấy, đấy là điều hết sức nguy hiểm. Các bạn đừng coi thường cái điều này, đừng coi thường cái này. Nếu như các bạn làm được điều này thì chính là các bạn cũng góp một phần vào cái nghiên cứu khoa học
Đúng không ạ? Đây chính là thử nghiệm lâm sàng rồi. Chúng ta đừng đi tìm bệnh nhân ở đâu, họ không biết, mà chính chúng ta là đang người sử dụng mà. Chúng ta có thể là bệnh nhân, cũng có thể là người bình thường. Vậy chúng ta phải biết. Và trong chỗ chúng ta liệu đã có ai gì khẳng định là mình không hề bị tiền huyết áp không? À, vậy thì với cái người tiền huyết áp là một cái yếu tố nguy cơ rất là cao. Đúng không ạ? Khi uống nó chúng ta phải biết được là liều của mình sẽ là bao nhiêu. Đúng không ạ? Nếu ta vẫn muốn sử dụng nó, chúng ta sẽ phải biết cách sử dụng. Chứ ta không thể dùng như người khỏe được, như người bình thường được. Thì chúng ta sẽ đi với nó dài được. Và chúng ta mới đạt được cái kết quả cuối cùng là gì ạ? Chống lão hóa và gì ạ? Tăng tuổi thọ. Còn nếu không chúng ta sẽ bị ngược lại. Được chưa ạ? Đó. Thì đấy là cái mong muốn của tôi. Nhưng hình như hôm nay các bạn không một ai để ý đến cái việc đấy. Tôi nghĩ rằng có lẽ là đấy là cái lỗi của tôi khi chưa để các bạn chưa khiến các bạn hiểu rõ được điều này. Và điều này rất là quan trọng, cho dù các bạn có dùng cái này hay không, các bạn cũng nên có một cái đo huyết áp như thế này ở trong nhà. Và bắt đầu từ gì ạ? Ngoài 30 tuổi, 35 tuổi thôi, tôi cho là như thế thì các bạn đã phải thỉnh thoảng các bạn phải đo huyết áp rồi, đúng không ạ? À, thì đây là chính là cái vấn đề như vậy. Trong cái tuần vừa rồi tôi vẫn tiếp tục đây với cái chỉ số nhá, bắt đầu từ 120 trên 90 mà bắt đầu trên cái mức đấy là bắt đầu ở cái dạng là tiền tăng huyết áp. Vậy thì với giai đoạn này để biến thành tăng huyết áp thật sự nó chỉ cần một cú hích thôi các bạn. Cần một cú hích thôi. Đó. Cho nên là các bạn biết chính thời gian vừa rồi tôi đã bị một cái cú hích cho nên là tôi mới bị đúng không ạ? Nhưng khi dừng thì sao ạ? Không, hoàn toàn bình thường. Cho nên cái tuần vừa rồi tôi vẫn miệt mài, vẫn phải thử hết và chấp nhận như thế để mình tìm ra được nó là gì, nó là cái thói quen cũng như nó là cái thói quen và bản chất của người nghiên cứu khoa học đúng không ạ? Và đó cũng là cái trách nhiệm đối với bản thân và đối với cộng đồng. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là các bạn thương bản thân mình thì các bạn phải có cái này. Các bạn tôi hy vọng là sau hôm nay từ ngày mai trong một tuần tới các bạn sẽ biết được cái huyết áp của các bạn là bao nhiêu. Đừng để đến khi mình bị động. Đấy. Vậy thế nhá, thế thì để nói là những cái bệnh như đâu, cái phần này bữa trước các bạn đã được nghe rồi, chỉ có mỗi như thế này thôi. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng Maki thì chúng ta cố gắng để thay đổi cái lối sống để cho nó gì giảm hết tất cả những yếu tố nguy cơ và tăng cái gì tăng cái những cái kết quả có lợi hơn đúng không ạ, để tăng gì tăng giảm cân, tăng đẹp người, tăng gì tăng trẻ hóa da đúng không ạ. Điều này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì đây chính là cái thay đổi lối sống và cũng là cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đối với tất cả mọi người không chừa một ai đúng không ạ? Đó là gì, chế độ ăn uống, đó là tập thể dục đều đặn, đó là duy trì cân nặng lý tưởng, ngừng hạn chế tối đa rượu, hút thuốc, cà phê. Hôm trước lát nữa thì các bạn sẽ là gì quay lại cà phê một chút đúng không ạ? Maki thì rất là tốt, anthocyanin tốt đúng không ạ? À, thế nhưng mà cái phối hợp với nó lại là gì, cà phê chống oxy hóa cũng tuyệt vời luôn, nhưng cái tác dụng phụ của nó lại gì ạ, nó lại khác đúng không ạ? Và trà xanh cũng vậy đúng không ạ? Tất cả cái những cái đề sản phẩm trong cũng giống như con người chúng ta đây, không phải là chúng ta không có những điểm xấu, không phải chúng ta đã là hoàn hảo hết đúng không ạ? Chúng ta vẫn gì cũng có cái mặt xấu của nhau, huy chương còn có mặt trái đúng không ạ? Vậy thì tất cả những cái sản phẩm nào cũng thế, chúng ta chỉ biết cái mặt tốt của nó mà không biết mặt trái của nó thì chúng ta gì, chúng ta sẽ không sử dụng được hiệu quả và tốt nhất cho bản thân đúng không ạ? Thì đây chính là một cái lối sống mà cái này được khuyến cáo. Đo huyết áp thường xuyên là biện pháp đơn giản và quan trọng nhất để phát hiện sớm tăng huyết áp. Vậy ở đây có ai khẳng định là tôi không bị tăng huyết áp không? Tôi nghĩ rằng các bạn không khẳng định được. Đặc biệt đối với người trên 40 tuổi, đấy, mỗi người hãy nhớ số đo huyết áp của mình. Nhớ huyết áp như gì, như nhớ tuổi của mình. Đó, thì các bạn biết được là nó là như vậy, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta xem lại thành phần của sản phẩm tuyệt vời của chúng ta, đó là sản phẩm giảm cân, đúng không ạ? À, vậy thì chúng ta tìm hiểu xem nó liên quan đến huyết áp như thế nào. Nếu như phân tích riêng từng thành phần thì quả là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng chúng ta không thể biết được khi phối trộn với nhau thì nó gì, nó tác động trên cơ thể chúng ta như thế nào đúng không ạ? Bởi vì sao, mỗi người đều có một cái cơ địa khác nhau, một cái yếu tố nguy cơ khác nhau đúng không ạ? Chính vì thế nên đây lại là một cái sản phẩm mà gì, nó gây
à, nó gây cái, nó có những cái giai đoạn gây co mạch rất là rõ rệt, và gây co mạch thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu như mà gì ạ, nó co xong nó giãn thì ok, giống như là chúng ta đi chạy bộ, thậm chí là chúng ta giống như là chúng ta tập thể dục cường độ cao vậy, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì lúc này là mạch máu chúng ta được tập thể dục. À, tuy nhiên đây là cái độ, cái sự co của nó kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, và nhiều tiếng đồng hồ thì cái mô của chúng ta, cái thành mạch máu và mô thận hay các nơi nó sẽ bị đè ép. Đấy là tôi xin phép là để nói với giả dụ như nhé, giả dụ như nó gây tăng huyết áp thì nó sẽ là bị như vậy, nó sẽ diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ đấy. Vậy mà à, mỗi ngày đều như thế trong vòng 3 đến 6 tháng thì các bạn hình dung nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Vì vậy hơn ai hết một lần nữa khẩn thiết, cho dù các bạn không thích nghe, các bạn có thể không thực hiện, đó là tùy các bạn, đúng không ạ? Bởi vì đấy là chính là cái cách cư xử của các bạn đối với cơ thể các bạn mà thôi. Nhưng đây là với tư cách của một chuyên gia, thì tôi khuyên các bạn nên kiểm tra huyết áp. Thành phần của maki thì berry thì riêng đây là cái quả maki berry thì rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Anthocyanin này, các nhóm tryptophan này, giống như ở trong sâm cũng có này, trong các loại quả khác hay trong cây đinh lăng này, tất cả những cái thành phần nó đều nằm hết ở những cái gì thực vật khác quý khác thì trong này nó có, các bạn hình dung chưa? Nhiều hay ít nó đều có đấy, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và đây chính là những cái thành phần mà gì, quercetin hoặc rutin thì đều là những cái thành phần mà người ta đã nghiên cứu ra được là nó có khả năng gây co mạch, các bạn hình dung chưa? Nhưng trong đấy thì ở đây lại sao, axit gallic hay axit cumaric thì nó lại vô cùng tốt, đặc biệt là cumaric nó lại vô cùng tốt trong cái việc chống đông máu, cho nên làm sao nó khiến cho mạch máu của chúng ta nó trơn mượt và gì không bị vón cục lại, đúng không ạ? Không bị đông máu, không bị những cái cục máu đông, chính vì thế chống đột quỵ cũng rất là tuyệt vời, và vì thế nên nó tác động với tim mạch rất là tốt đó. Thì ở đây rất là nhiều, đặc biệt là có cả axit béo, ở đây là axit béo omega 3 đúng không, omega 3 6 3 và 6 thì nó lại rất là tốt cho gì tế bào não, đúng không ạ? Rồi thì các yếu tố khác nữa, thì vậy đây chính là một cái thành phần mà gọi là siêu trái cây, đúng không ạ? Siêu trái cây. Và chính những cái thành phần này nó tác động đến là cái hội chứng chuyển hóa hay là chống oxy hóa hay chống viêm hay nó cân bằng miễn dịch rất là tuyệt vời. Thì những cái bài đó các bạn đã được học rồi, đúng không ạ? À, nhắc lại một chút nữa, đúng không ạ? Nó tác động, nó giảm gì, giảm mỡ, nó phân bổ mỡ đều lên, đúng không ạ? Nó giảm mỡ nội tạng, mỡ một vùng bụng, và nó chống rối loạn dung nạp glucose, chống kháng insulin, đúng không ạ? Tăng cái hoạt tính của insulin lại, chống rối loạn chuyển hóa mỡ, đúng không ạ? À, và nó gì, ở rất là nhiều những cái nghiên cứu khi nó đứng độc lập thì nó có khả năng gì ạ, làm hạ huyết áp, các bạn thấy chưa? Và hiện tượng viêm mãn tính này, nó xử lý những cái hiện tượng viêm mãn tính ở tất cả các nơi, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và nó chống gì, tiền huyết khối, tức là chống cục máu đông, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Giảm xơ vữa động mạch, mà như vậy nó giảm cái nguy cơ đột quỵ tim và mạch, rất là tuyệt vời, chống xơ vữa mạch vành, và nó tăng cái khả năng tái tưới máu sau cái nhồi máu cơ tim hoặc là những cái thiếu máu ở thận, rất là hay, đúng không ạ? Cho nên nó phục hồi cả thận nếu như nó là một cái gì liều đơn, đúng không ạ? Thì đây là cái cơ chế. Nếu các bạn học giảm cân thì các bạn phải nắm được bất cứ một cái sản phẩm nào, các bạn phải nắm được là cái cơ chế giảm cân của nó. Vì mình nắm được cơ chế giảm cân, mình mới yên tâm sử dụng và mình mới biết cách sử dụng nó một cách tuyệt vời nhất. Bởi vì bản thân mỗi người thì đều hiểu cái thuộc tính của mình, nhưng mình không thể hiểu được cái thuộc tính hoặc cái tập tính sinh hoạt hay ăn uống hay bất cứ những cái khác, tập thuộc tính sinh lý của khách hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta nắm được cái này và chúng ta khai thác họ kỹ thì chúng ta sẽ biết ra được cái cách sử dụng giảm cân rất là hợp lý mà ít tác dụng phụ, đúng không ạ? Thì rất là may cho các bạn, bởi vì Maki cái Maki Energy này thì nó giảm cân rất là tốt, cho nên các bạn không cần nhiều những cái kỹ thuật cao, đúng không ạ? Các bạn cứ uống, cứ cứ uống là nó khác giảm, đúng không ạ? Tuy nhiên rất là nhiều những cái dòng giảm cân khác khi chúng ta không nắm được cái cơ chế thì chúng ta sẽ sử dụng sai ngay. À, thì đây chính là cái cơ chế, lúc nào các bạn nên ôn lại bài này một chút nhá. Nhắc lại, nó ngăn hấp thu carbon, ngăn hấp thu đường ngay tại màng ruột luôn, đấy là cơ chế của nó. Trong này thì anthocyanin cũng có tác dụng này, cà phê cũng có tác dụng này, quế cũng có tác dụng này, vân vân đấy.
Và một cái điều thứ hai là mỡ nó vẫn đi qua ruột, nó vào máu và đến gan. Các bạn hình dung. Nhưng từ gan để chuyển hóa thành đường để đi lang thang trong máu hay là để sử dụng thành năng lượng thì nó sẽ có hai dạng. Một là dạng là thành axit béo để đi. Và nó sẽ được gì chuyển hóa thành glucose tăng cường cho cơ. Đúng không ạ? Thì con đường này được mở ra. Nhưng cái con đường là gì chuyển hóa thành cholesterol xấu thì sẽ bị chặn lại. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đấy chính là sản phẩm này. Và cái thức ăn thứ ba, thức ăn của chúng ta gồm gì? Tinh bột, mỡ và gì? Đạm mà. Cái nguồn thức ăn thứ ba là đạm và axit. Thì các bạn có cần phải kiêng không? Nhìn vào đây để chúng ta biết chúng ta cần kiêng những thứ nào hay không cần kiêng những cái gì. Đúng không ạ? Khi chúng ta ăn đạm và axit amin vào, nó cũng là gì? Vào gan, vào trong cơ thể. Đúng không ạ? Và nó được gì? Chuyển hóa, biến thành ATP, biến thành gì? Thịt. Đúng không ạ? Và nó cũng lại chuyển thành đường. Đúng không ạ? Nhưng để đến gì? Để đến cái đích cuối cùng là gì? Cái thịt đấy và gì? ATP này phải đến được cơ chứ. Và đến được não chứ. Đến được những hoạt động chứ. Thì ATP thì nó đến thẳng gì? Đến thẳng cái hoạt động. Thế nhưng mà cái đạm này với đường này nó đều gì? Đều biến thành gluco và ATP. Và thông qua gì? Gluco và ATP nó mới gì? Tạo vào cơ được. Thì chính cái sản phẩm này khiến cho gì? Cái cơ này gì? Nó tăng cường sử dụng gluco này, nó không từ chối. Nếu nó bị gì bị kháng insulin thì nó sẽ từ chối gluco. Bởi insulin là gì cái nhân viên nằm tại chỗ này này chứ nó không nằm ở đâu cả, nó nằm tại cơ này để làm việc cho gì mở khóa để làm việc cho gluco đi vào cơ. Thế nhưng mà gì lâu rồi anh này không vận động, nó lúc nào cũng thừa gluco thì quay lại gì kháng insulin. À vậy thì ăn thôi nữa sẽ gì bẻ cái mấu chốt này, tăng cường cái gì nó giảm cái kháng insulin, tăng cái hoạt động của insulin tại cơ và do vậy glucose mới thì đi vào cơ được. Chứ nếu không nó thừa máu thì gây tăng tiểu đường và thừa gì nó sẽ quay lại tích thành mỡ. Các bạn hình dung chưa? Cho nên như vậy thì khi giảm cân này chúng ta vẫn thì có thể ăn đạm được đúng như cái chế độ cân bằng dinh dưỡng đúng không ạ? À, chúng ta gì ạ? À? Chúng ta có thể vẫn ăn gì vẫn ăn tinh bột bình thường đúng không ạ? Nhưng nó đã bị chặn nếu như chúng ta gì uống nó trước bữa ăn chính thì cái lượng ăn bữa bữa đó chứ sao nó sẽ bị chặn đúng không ạ? Tuy nhiên là gì nó không bị chặn hết, chính vì thế chúng ta vẫn có gì vẫn có thành phần glycogen lấy từ đường và đó mới là điều bình thường. Bởi sao ạ? À, tế bào cơ thể nó phải lấy ATP hay lấy năng lượng từ từ carbon đến 60% cơ. Và từ mỡ là gì 15%, từ đạm là 25%, đấy mới là cân bằng dinh dưỡng. Nếu bạn mất gì chặn toàn bộ tinh bột thì đấy làm sao? Hạ đường huyết lúc nào cũng biết, đúng ạ? Và điều đấy rất là nguy hiểm và chúng ta sẽ chóng già. Điều ấy hay xảy ra ở một số những cái sản phẩm giảm cân rất là nhanh. Vậy thì đây ở đây chúng ta gì hoặc là những sản phẩm này mà chúng ta lại còn kiêng ăn nữa thì điều ấy rất là nguy hiểm nha. Đấy, vậy chúng ta chỉ gì người nào nhiều cân quá chúng ta chỉ giảm lượng đi thôi nhưng chúng ta vẫn ăn đúng không ạ, thì chúng ta tính thế nào để đảm bảo được chúng ta khỏe mạnh và vận động được đúng không ạ và não không được thiếu năng lượng. Đấy. Vậy thì đây chính là một cái cơ chế giảm cân mà muốn nhắc lại với các bạn một lần nữa đúng không ạ, thì anthocyanin nó gì của chúng ta nó chặn ngay tại đường ruột đúng không ạ? Trong khi một số sản phẩm thì để thoáng hoàn toàn ba cái cổng này, có một số sản phẩm như vậy thì lại gì giảm cân sẽ an toàn hơn nhưng chậm hơn và đây chính là cái điều mà khiến cho sản phẩm của chúng ta giảm cân nhanh nhất là khi nó gì ạ kết hợp với các thành phần đều có cái khả năng này đúng không ạ, chặn hẳn một cái kênh nó chiếm đến 60%. Các bạn không? Nếu như nó tác động hết đủ cái sinh khả dụng của nó thì nó chỉ đến 60% nó đã gạt bỏ hết 60% năng lượng rồi. Đúng ạ? Như vậy thì mình có ăn nhiều mỡ hơn hay ăn đạm nhiều đạm hơn thì tế bào nó cũng không nhận cái này. Xin lỗi các bạn một chút xíu thôi. Có người gọi bây giờ làm nào. Không chặn cái loa ở à đây. Vâng, à, đấy là một cái
hiệu quả rất là tuyệt vời của sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Kể cả nếu như bạn chỉ uống mỗi Mark Vinsack thôi, thì về lâu dài nó cũng giảm cân và nó cũng giữ dáng như chúng ta nếu chúng ta biết điều tiết cách ăn. Và bây giờ thì rất là nhiều người muốn giảm cân nhanh mà an toàn thì người ta cũng gì điều tiết từ con đường ăn uống, và chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng nó một cách làm sao để an toàn, đúng không ạ? Bởi vì rất là nhiều những cái người giảm cân, người ta bị tụt đường huyết rất là đột ngột, đúng không ạ? Cũng rất là nguy hiểm, không tốt một tí nào đâu. Mỗi lần như thế thì cái tế bào não ấy, nó tổn thương, thậm chí có những tế bào chết, đúng không ạ? Thì chết tế bào não mà chết đi thì không lấy lại được. Thì chúng ta phải hình dung là như vậy nhé. Thế cái đối với huyết áp, đó là cái mà rất là muốn chia sẻ với các bạn. Thì với riêng anthocyanin thôi, mà các bạn nhớ anthocyanin nó là gì, khoảng 400 cái loại này, mà và chúng ta chỉ có khoảng gì năm, chúng ta đã có gì năm năm loại anthocyanin, năm hay sáu gì đấy. Thì người ta đây là cái nghiên cứu chung về anthocyanin, chứ không phải là anthocyanin chỉ ở gì ạ, chỉ ở quả maqui của chúng ta, đúng không ạ? Thì chưa tìm thấy cái nghiên cứu này, đúng không ạ? Thì đây nó là anthocyanin chung. Thì nghiên cứu thì người ta thấy làm sao ạ? Ồ, ảnh nó không có gây ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp. Các bạn thấy không? Như vậy là kết quả là gì? Nó không gây tăng nhiều. Nó chỉ tăng có 1,15 mm thủy ngân thôi. Tức là chúng tôi nói như này, nó cũng phải tăng lên 5 mm, thậm chí là như vậy, đúng không ạ? Nếu như tôi này nói hăng quá thì nó sẽ tăng lên khoảng 5, đúng không ạ? Nếu như tôi nói từ tốn thì nó có thể tăng lên 3 chẳng hạn, thì tăng nhiều hơn là sử dụng này, đúng không ạ? Thì như vậy thì để khẳng định anthocyanin bản thân nó không thì không gây tăng huyết áp nhiều, đúng không ạ? Và nó cũng gì, người ta cũng lại thấy rằng là có những cái nghiên cứu thì không ủng hộ bất kỳ cái hiệu quả nào cho cái việc mà cải thiện huyết áp, tức là làm giảm huyết áp. Riêng về anthocyanin thì giống như là mình gọi là nó an toàn đối với huyết áp đi nha, cứ như vậy đã. Thế nhưng mà đối với mạch thì nó lại khác, đúng không ạ? Nó giảm xơ vữa, đúng không ạ? Giảm mỡ máu, giảm cái cục máu đông, cho nên là nó giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Đấy, bằng con đường đấy. Tuy nhiên nhồi máu cơ tim nó còn đến bằng con đường khác nữa, đó là con đường gì ạ? Cái mạch mà xơ vữa, cái mạch mà nó hẹp nhỏ lại, không còn tính đàn hồi, tức là gì, người tăng huyết áp thì lại tăng thêm những nguy cơ, thì nguy cơ cho nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Thì riêng anthocyanin chúng ta sẽ nghiên cứu xem nó có tác động đến mạch không, trong khi cái phần đầu này nó nói là không có ảnh hưởng gì, có nghĩa là nó không tác động đến cái việc co mạch, đúng không ạ? Vậy hoặc là nó không có tác dụng, co mạch thì nó có nhiều con đường lắm, nhưng đặc biệt là xem nó có tiết ra cái chất đi không. Thì đây lại là những cái nghiên cứu khác, người ta lại thấy rằng là có liên quan nào đó đến cái việc điều chỉnh huyết áp, đúng không ạ? Bởi ba cái cơ chế này, tức là nó phải lâu dài, đúng không ạ? Làm tăng cái gì, cái chất dẫn mạch có nguồn gốc nội mô, tức là nó là phục hồi cái thành mạch. Bởi vì sao, chúng ta đã học rồi, nó chống oxy hóa, chống viêm, cho nên nó làm lành lặn lại, nó chống gì, chống viêm cái thành mạch của chúng ta, khiến cho mạch chúng ta lành lặn, đúng không ạ? Và chính vì mạch của chúng ta lành lặn, cái lớp tế bào nhầy ở trong lòng mạch máu ấy, nó mới sản xuất ra cái NO này, và nó mới khiến cho mạch máu gì giãn ra, đúng không ạ? Thì đây chính là gì, giãn ra ở trong mức độ bình thường, hoạt động bình thường mà thôi, chứ nó không giãn rất là mạnh ra, đúng không ạ? Thì đây là yếu tố hoạt động bình thường của nó, đúng không ạ? Thì chính anthocyanin sẽ làm được điều này. Như vậy là gì, nó giữ cho mức độ bình thường thì được, đúng không ạ? Thế nhưng mà để cao huyết áp, tức là đã hẳn bị cứng rồi, bị hỏng rồi, thì làm sao? Thì rốt làm hỏng, tức là cái gì ạ? Cái hậu quả của chống oxy hóa nó làm hỏng cái này, yếu tố này, do đó thúc đẩy co mạch, đấy, tăng huyết áp. Nhưng anthocyanin có tác dụng ngăn ngừa tổn thương, vẫn là gì, vẫn liên quan đến cái cơ chế nó giữ bền, hoặc là nó giữ gì, chống viêm thành mạch mà thôi. Tóm lại là gì? Nó làm như vậy. Và rất ít cái sản phẩm, rất ít cái nghiên cứu mà người ta tìm thấy được là gì, nó ức chế cái men chuyển, mà ức chế cái khả năng co mạch. Thì như vậy thì nó mới là chống tăng huyết áp. Như vậy để có thể qua đây thì mình có thể hiểu được là anthocyanin có tác dụng đối với mạch máu bình thường, đúng không ạ? Giữ cho mạch máu hoạt động bình thường, giãn nở bình thường, đúng không ạ? Thì điều đấy cũng là một điều hết sức tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Hết sức tuyệt vời rồi. À,
Có rất là nhiều, trong đó có những cái nhóm anthocyanin thì cũng là cũng cũng trong đấy cũng có những cái nhóm anthocyanin nó gì nó làm ức chế cái men khác chứ không phải là sản xuất NO. Thì thôi đây là những cái tác dụng rất là tuyệt vời để nhắc lại các bạn để biết được cái quá trình cái tính năng tuyệt vời của Maki chúng ta đúng không ạ? Nó giảm viêm đặc biệt là giảm viêm thành mạch, cho nên sao ạ? Chống xơ vữa, chống xơ cứng của thành mạch rất là tuyệt, và thông qua đó nó mới là gián tiếp chống cái bệnh rối loạn chuyển hóa, tức là tăng huyết áp đúng không ạ? Vậy những người béo phì thừa cân mà có nguy cơ này, hoặc những người tiểu đường mà nếu mà được sử dụng cái này thì sao ạ? Thì chữa được cái viêm thành mạch thì rất là tốt đúng không ạ? Đó. Và cái thứ hai là sao ạ? Ở đây thì người ta thấy là gì? Cũng tăng cái gì quá trình giãn mạch lên. Một trong một số nghiên cứu, nhưng đây nhớ là anthocyanin chung nhá, trong vòng mấy trăm loại khác nhau. Đấy. Thì tất cả những yếu tố này thì tôi đã nhắc khi nãy rồi. Tuy nhiên thì qua cái nghiên cứu thì đây là cái kết quả nghiên cứu chính trên bản thân tôi. Thì tôi thấy rằng là trong cái thời gian cái người có nhiều yếu tố nguy cơ như tôi là gì, chuyển hóa chậm này, đồng thời là làm sao ạ, là ở cái tuổi gì đã mãn kinh rồi này, và tôi cũng là cái người là gì ít rất ít vận động nữa, thì như vậy thì để nó tôi có rất là nhiều những yếu tố nguy cơ, thì cũng có thể tôi đang là ở cái giai đoạn tiền tăng huyết áp nữa, cho nên khi mà thời gian đầu, đây là thời gian kể cả cái thời gian chúng tôi bắt đầu sử dụng và cho đến giờ là gì 3 tuần chẳng hạn nhá các bạn nhá, tức là không đều đặn đâu, hoặc là cái thời gian mà khi mình bắt đầu uống đấy thì gọi là thời gian đầu, thì làm sao ạ, nó có thể gây co mạch, nó chiếm đến 30% khả năng. Vậy thì là ai nhỉ, trong chúng ta ngồi đây thì chúng ta nghĩ thì nghĩ rộng ra là khoảng 30% trong số những người ngồi đây sẽ có cái khả năng này. Các bạn hình dung chưa? Vấn đề ai là ai mà thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như chúng ta có thể gì vượt qua được cái này, tức là chúng ta chống được cái việc này, nhưng như tôi chẳng hạn thì nó tăng quá cao thì tôi sẽ gì? Tôi sẽ phải tìm mọi cách, nếu như tôi vẫn muốn giảm cân chẳng hạn thì tôi phải tìm mọi cách làm sao dùng nó để gì? Để được hơn 3 tháng mà tôi không bị gì tăng huyết áp, không bị rơi vào tình trạng thái nguy hiểm thì tôi mới dùng được, đúng không ạ? Thì ngoài 3 tháng thì lúc ấy nó mới gì nó mới cải thiện được xơ vữa, hạ mỡ máu, dọn gốc tự do, chống viêm, đúng không ạ? Thì lúc đấy nó mới có tác động lên mạch máu. Vậy chúng ta có vượt qua được cái giai đoạn này hay không, đó mới là vấn đề chúng ta cần được biết, đúng không ạ? Và cái khả năng đàn hồi mạch máu của nó cũng chỉ chiếm đến 50%, không phải tất cả đều được như thế, bởi vì sao ạ? Tổng hợp từ rất là nhiều những cái nghiên cứu khác thì tôi có thể chia sẻ với các bạn điều đấy được, đúng không ạ? Và nhưng cái sản phẩm mà cộng thêm những cái yếu tố khác, cà phê xanh hay trà xanh hay những cái yếu tố khác rất là nhiều ở trong đấy thì làm sao ạ? Thì cái khả năng gây co mạch nó tăng lên rất là nhiều, đến 80% khả năng cơ. Và cái khả năng làm đàn hồi mạch chỉ có 30% thôi. Bởi trong đấy những cái yếu tố làm đàn hồi mạch nó ít hơn rất là nhiều lần, đúng không ạ? Và đương nhiên các bạn hình dung đây là trên bác sĩ Hằng và trên những người có nguy cơ nhé, chứ không phải tất cả các bạn. Ít nhất là gì trên khoảng 30% các bạn ngồi đây thôi, đúng không ạ? Thế và để nhưng cái sản phẩm gì, cái sản phẩm Maquisac thì làm sao ạ? Dùng lâu thì nó sẽ có khả năng tăng đàn hồi mạch lên và tăng cái giãn mạch lên từ 30 đến 70%, thì lúc này nó mới có tác dụng hạ áp, các bạn hình dung chưa? Nhưng thời gian đầu sẽ gì, quay lại cái bài ở cái trang đầu, thời gian đầu sẽ không có cái điều này xảy ra. Thời gian đầu mà gì khi mạch máu của chúng ta chưa được xử lý chẳng hạn thì làm sao chúng ta vẫn thì vẫn có cái khả năng co mạch khi dùng cả Maquisac, nhưng nó co mạch thì nhẹ và thời gian ngắn thôi, các bạn hình dung chưa? Cho nên chúng ta có thể sử dụng được sản phẩm này, đúng không ạ? Và chúng ta bằng cách chia nhỏ liều thì tôi đã làm được điều đấy, đúng không ạ? Tôi làm điều đấy thì nó mới mang lại được, thì mới sử dụng cái này. Thế còn anh chàng này thì sao? Đối với người như tôi thì tôi sẽ gì không sử dụng được nó, bởi hôm trước thì tôi chia sẻ các bạn rồi, nó đã lên vọt lên rất là cao, đúng không ạ? Và cái tuần này thì sao nhỉ? Cái tuần này thì tôi tiếp tục làm, nhưng mà tôi không dám liều lĩnh nữa, tôi không dám liều lĩnh nữa và tôi uống lại quay lại. Sau nhiều ngày tôi bình ổn rồi, huyết áp bình thường rồi. Đây là cái huyết áp mà lúc này là cũng khá là cao đây, 127 trên 82, đúng không ạ? Vậy thì cứ khẳng định tôi là người đang ở giai đoạn tiền tăng huyết áp đi, vì rất là ít vận động, không có thời gian để đi lại nữa. Thì đây chính là một yếu tố nguy cơ của tôi.
rồi thì mãn kinh, rồi thì những cái yếu tố khác, thì đây chính là một yếu tố tôi là người tiền giai đoạn tiền tăng huyết áp. Và làm sao nhỉ, chuyển hóa chậm. Thế thì cuối cùng sau rất là nhiều ngày, thậm chí có những ngày xuống có gì 120 hay 101, 110 thôi, thì tôi bắt đầu uống. Cái ngày hôm 8 tháng 10 cách đây 3 ngày, 4 ngày, tôi uống 1 phần 2 viên cùng với gì ạ, trước bữa ăn. Sau đó là tôi ngồi tôi ăn cơm luôn. Thì các bạn thấy hình dung thế này. Sau đấy khoảng gì ạ, gần 2 tiếng dọn dẹp xong xuôi, bắt đầu tôi mới đo nó lên đến 157. Các bạn hình dung chưa? Nếu nó chỉ lên một cái huyết áp tối đa, xong rồi huyết áp tối thiểu dừng chẳng hạn, thì cái yếu tố co mạch tôi không đánh giá cao. Tôi nghĩ chưa chắc đã phải là co mạch hoàn toàn, do co mạch đâu. Nhưng nó lên gì, nó lên đồng đều cả yếu tố huyết áp tối đa tối thiểu, các bạn hình dung chưa? Và chính lúc này thì sao, tôi thấy nó bắt đầu tăng rồi. Thì bắt đầu tôi uống nước đỗ đen và viên tảo spirulina để cho nó giãn. Tuy nhiên sau đấy làm sao ạ? Mấy tiếng sau, 2 tiếng sau, 14, 15, 1 tiếng sau, nó lên đến 161 và sau đấy lên 169, bởi vì sao? Nó chưa lên đến đỉnh của nó. Các bạn hình dung chưa? Nó vẫn tiếp tục tăng và quay lại. Hôm trước tôi đã giảng cho bạn là với cái co mạch của cà phê thì thuốc hạ áp không có tác dụng. Các bạn hình dung chưa? Và lúc này tôi uống một viên này này. Tôi uống một viên hạ áp. Đấy. Đấy. Thì tuy nhiên là sau khi đấy thì nhiều tiếng sau rồi thì nó theo cái chu kỳ nó phải thải dần thôi. Thải dần, thải dần. Và đến tận 10 giờ đêm nó mới xuống đến 109. Các bạn hình dung chưa? Lúc 8 giờ nó vẫn 137 trên 84. Thì đây là bản thân tôi nhé. Đấy. Là một trong số với cộng với hai mươi mấy bạn ngồi đây, 24 bạn ngồi đây. Các bạn thấy hình dung không? Vậy thì ngày hôm sau tôi ngừng nó luôn. Tôi ngừng, tôi không uống nữa, đúng không ạ? Và bắt đầu buổi sáng hôm đấy tôi chạy, chạy khoảng 20 phút thôi. Sau đó quay về thì tôi lại phang hẳn một gói. Bình thường tôi gì, lần trước tôi đã thử rồi, một gói tôi cũng bị lên. Xong rồi sau đấy tôi hạ xuống 1 phần 3 gói thì rất là vô tư, êm ả luôn. Một ngày mà chỉ được uống 1 phần 3, không được lặp lại. Thì rất là tuyệt vời. Như vậy đấy là một cái cách mà tôi có thể sử dụng được Maki của chúng ta suốt cuộc đời được, đúng không ạ? Nếu như tôi dùng 1 phần 3 gói, chấp nhận như thế. Vậy thì tôi chạy về, tôi thấy huyết áp này và tôi đánh liều luôn, làm một gói luôn. Quyết định. Thì các bạn biết hôm nay nó chỉ thì đương nhiên gói Maki của chúng ta không có gì, không có cà phê, không có trà xanh nên nó lên thấp hơn. Lên một phát lên 151. Bạn hình dung chưa? Nhưng một sau đó tôi uống một viên là thuộc khí nát bình thường, đúng không? Và hơn một tiếng sau nó xuống xuống rất là nhanh. Như vậy để chúng ta biết rõ được cái gì, một cái đường, cái đồ thị tác động của từng sản phẩm thì chúng ta sẽ biết cái cách dùng của nó. Vậy thì không có gì hơn là các bạn phải sử dụng, phải đo huyết áp của chính mình xem mình đang ở mức nào, đúng không? Và chúng ta sử dụng nó, khi chúng ta nắm được điều này rồi chúng ta sử dụng nó rất là vô tư, rất là yên tâm, đúng không ạ? Đấy chính là nó, đúng không ạ? Vậy thì cái lựa chọn của tôi chính là như vậy, cái cách uống như vậy thì tôi vẫn có thể uống được nó cả đời, đúng không ạ? Thế thì cái viên Maki thì sao nhỉ? Tôi muốn uống thì bây giờ tôi sẽ phải xử lý nó bằng cách nào đấy thì tôi chưa nghiên cứu, nhưng có thể là giảm liều hơn nữa, 1/3 chẳng hạn. Như vậy thì quá ít và tôi phải kia cắn răng mà chấp nhận là rất là lâu mới hạ. Thì tôi sẽ phải quay lại bằng gì, phối hợp với con đường vận động và cân bằng dinh dưỡng bằng cái cách ăn của mình nữa thì nó sẽ nhanh, đúng không ạ? Và tôi sử dụng cái khả năng chống oxy hóa, chống viêm mà kéo dài tuổi thọ của nó bằng thông qua mạc thì sao, hoặc là tôi phải bổ sung thêm những cái sản phẩm phụ ví dụ như natokinat hoặc là tảo spirulina bên ngoài, đúng không ạ? Thì nó cũng rất là ổn đúng không? Để chúng ta biết được cái cách để làm sao, mục đích của chúng ta là chúng ta vẫn sử dụng được nó mà an toàn, đúng không ạ, mà hiệu quả. Vậy thì vấn đề quay lại là các bạn phải có được cái chỉ số của chính mình mà thôi, đúng không ạ? Và sau đó rất mong muốn là các bạn sẽ kiểm tra và có những chỉ số đấy phản hồi lại cho tôi thì tôi sẽ tổng kết được giống như là một cái nghiên cứu lâm sàng vậy, đúng không ạ? Giống như là một cái nghiên cứu lâm sàng trên những người sử dụng ấy. Thì cái bước này người ta gọi là thử nghiệm pha ba, rất là hay, rất là tuyệt vời nhá. Thì nó mới là cái tiếng nói chân thực nhất, đúng không ạ? Thì rất mong các bạn hiểu, qua đây các bạn hiểu và chúng ta sẽ hợp tác với nhau làm điều đó vì có lợi cho các bạn mà thôi, đúng không ạ? Vậy thì cà phê khi nãy tôi đã phân tích rồi, đúng không ạ? Các bạn đã biết rồi, chỉ cần
uống cà phê thì luôn luôn các phòng khám trên thế giới người ta đều phải cấp cứu những người trẻ tuổi uống cà phê do bị tăng huyết áp. Uống nhiều quá, ngày nào cũng uống, ngày nào cũng uống và gì gây co mạch và dẫn đến tăng huyết áp. Và họ là những đối tượng nguy cơ rất là cao bởi vì họ là luôn luôn tự tạo cho mình rơi vào cái tình trạng tiền tăng huyết áp và thậm chí tăng vọt lên phải cấp cứu. Và nếu như các bạn hình dung những người này mà cứ gì 3 tháng, 6 tháng liền ngày nào cũng cao huyết áp thì các bạn biết thận của họ như thế nào và não và tim của họ nguy cơ như thế nào không? Cực kỳ nguy cơ. Chị Hằng ơi, chị chưa có tiếng ạ. Chị bị khóa mất rồi. Đó, thế chị này. Được rồi ạ. Thì rất là nhiều anthocyanin thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng trong cái thành phần trong cái quả Maki thì nó không chỉ có mỗi anthocyanin mà nó có nhiều những cái thành phần rất là tuyệt vời khác, quercetin hoặc rutin hoặc là vân vân rất là nhiều, cho nên nó rất là nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể, chống oxy hóa, chống viêm hay là thậm chí chống cả vi khuẩn, virus vân vân, rất là tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên nó lại có cái khả năng là làm bền thành mạch và chống và nó làm co mạch, chính là quercetin và rutin. Thì cái Đang đấy tính nó gì, xây lại chính một vì tầng thế để nên làm à, mình có thể sử dụng cái sản chị phẩm này cố để cháy có gì rồi ạ, đấy suy chị giãn tĩnh mạch cho rất là nên tốt nó đúng không không ạ. nghĩ ồn Và tuy áo thì nhiên nó thì muốn sử dụng được nó thì mà chỉ lại làm quay lắp ngược ta lại các bạn phải kiểm tra được cái huyết áp của mình. Thế còn trong cái thành phần của Maquisac ấy, thì nó có an toàn hơn đúng không ạ? Cũng vẫn là gì Maqui của chúng ta vẫn có những cái thành phần nó gây co mạch, phụ gây co mạch như vậy, nhưng nó lại có những cái thành những cái gì nguyên liệu khác phối hợp vào thì nó lại gì rất là tốt đối với vận mạch, đặc biệt là nó có khả năng làm gì làm giãn mạch, chính vì thế nó giảm bớt cái khả năng gây co mạch của trái Maqui đúng không ạ? Thì đây chính là một cái thành phần rất là nổi đó là spirulina, nhưng tôi cảm giác rằng cái sản thành phần này nó hơi ít ở trong sản phẩm, cho nên khi chúng ta sử dụng mà chúng ta muốn an toàn, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ cao như 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 tôi ấy, thì nên sử dụng thêm cái thành phần này ở bên ngoài. Đấy là một cái lời khuyên rất là nói chung là lời khuyên nhỏ đối với các bạn là như vậy nhá, thì chúng ta biết để chúng ta sử dụng nó an toàn hơn, bởi vì không thể phủ nhận được là Maki rất là tốt đúng không ạ, rất là tốt đấy. Thì đấy chính là cái tác động của spirulina, nó tác động làm giãn giãn mạch rất là tốt và đặc biệt là gì ạ, người ta đã nghiên cứu thấy được là nó giảm huyết áp, cả huyết áp tâm thu lẫn huyết áp tâm trường đúng không ạ, nó và nó cũng gì giảm cái rối loạn chuyển hóa mỡ đúng không, giảm mỡ trung tính cũng như là tăng cái gì cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu, như vậy nó chống rối loạn chuyển hóa cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ, và đặc biệt là nó lại tác động đến thành mạch và giãn mạch, giảm huyết áp nữa đó. Thì đây chính là một cái điều mà chúng ta lưu ý một chút rất là hay đúng không ạ, nó có thể cộng trừ đến 8 mm thủy ngân, đấy là trong cái liều lượng nghiên cứu nhé, nếu chúng ta sử dụng nó hàng ngày hàng ngày hàng ngày thì đương nhiên nó sẽ giảm cũng rất là nhiều đúng không ạ, thì đây cũng chính là một cái thành phần cũng rất là hay đúng không ạ. Tất cả các loại tăng huyết áp thì spirulina đều tác động và làm giảm huyết áp nhất đúng không ạ, và đặc biệt chúng ta để ý này, tất cả những cái bệnh gì thế đây ở người trẻ thì đều có thay đổi nhanh hơn, cải thiện tốt hơn đúng không ạ, và ở những người mà ở lứa tuổi như tôi chẳng hạn thì cái đáp ứng nó kém hơn, cho nên làm sao ạ, cái tác dụng phụ nó sẽ trầm trọng hơn và khi chúng ta xử lý hoặc là chúng ta cải thiện thì nó sẽ chậm hơn những người trẻ đúng không ạ, vì thế nên đặc biệt là bệnh huyết áp ở người trẻ đáp ứng nhạy hơn, bởi vì sao, mạch của ta đàn hồi tốt hơn, cái mạch người ta còn trẻ, nó đỡ gì nó đỡ bị giãn, đỡ bị xơ vữa vân vân, thì chính là vì thế cho nên là mỗi người chúng ta sử dụng cái sản phẩm này nó có sẽ có biểu hiện khác nhau, đáp ứng khác nhau ở trên cơ thể mỗi người, không ai giống ai nha, nó sẽ thay đổi đấy. Và đặc biệt là phải dùng sau 8 tuần rồi, như vậy sản phẩm chúng ta ai cũng vậy thôi, dùng ngoài 3 tháng thì nó rất là hiệu quả, vấn đề là chúng ta làm thế nào để đi dài với nó được đúng không ạ, thì chúng ta biết cách để chúng ta hạn chế thôi đấy.
Thì đây chính là một cái tác dụng tốt của spirulina, đúng không ạ? Và đặc biệt trong cái thời điểm chúng ta đang dùng maqui này ấy, thì chúng ta tuyệt đối đừng dùng bất cứ cái thứ gì để gây nó gì làm tăng cái nguy cơ gây co mạch lên. Cho dù bạn đã có thể đang ở cái giới hạn an toàn thì cũng khuyên các bạn là không nên sử dụng, đúng không ạ? Vậy thì làm sao? Đây chính là cái năm không. Ở đây thì tôi còn chưa ghi thêm là gì, chúng ta phải dùng không sử dụng tất cả những cái loại thuốc tây các khác, bạn phải cân nhắc hoặc là các bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ. Đặc biệt là gì, canxi là các bạn không được sử dụng, đúng không ạ? Tất cả những cái yếu tố gây co mạch các bạn không được sử dụng. Đấy. Thì đây là gói gọn là khoảng 50 trong cái thời điểm bạn dùng thì các bạn sẽ an toàn hơn thôi, đúng không ạ? An toàn hơn thôi. Và nên nhớ là gì, thậm chí các bạn bị lâu dài rồi đến tận 200 các bạn vẫn bình thường nếu như các bạn còn trẻ. Đấy, bởi vì sao? Cái độ co giãn, cái độ cứ giãn ra từng ngày của cái mạch máu của bạn nó được luyện quen trong nhiều tháng, nhiều năm rồi, nó cứ giãn ra dần, các bạn không cảm nhận được đâu. Các bạn không cảm nhận được đâu, đúng không ạ? Chỉ đến khi gì phát hiện đột ngột sau một cái trận nào đấy, sau một trận ốm, sau một trận cảm, sau một trận rượu nào đấy, hoặc là một cú ngã nào đấy thì chúng ta mới biết được cái hậu quả. Nhiều, cho nên đấy mới là lý do mà khiến cho làm sao rất là nhiều những người gì ạ, 18 tuổi, 20 tuổi xong là đi tắm đêm mà tử vong. Các bạn hình dung chưa? Không phải bỗng nhiên đâu nhá. Cho nên là đây chính là cái năm không khuyên các bạn khi sử dụng ma khí để các bạn an toàn hơn, đúng không ạ? Và lưu ý khi mà phối hợp với sản phẩm để giảm cái tác dụng tăng huyết áp, đúng không ạ? Thì đây là 6 nên, đúng không ạ? Đây 6 cái cách, đây là cái nên lưu ý, đúng không ạ? Nếu các bạn nghĩ ra được một cách nào tốt hơn nữa thì các bạn cứ bổ sung vào cho mình, đúng không ạ? Thì để giảm bớt hết tất cả những nguy cơ, đúng không ạ? Tôi không thể là gọt bớt của tôi được 5 tuổi hay 10 tuổi được, nhưng mà tôi phải làm bằng nhiều cách, đúng không ạ? Nhiều cách để tôi có thể sử dụng được nó chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy. Thì đây chính là các bạn nên sử dụng, đúng không ạ? Ngoài ra thì tôi phải dùng thêm những cái thuốc, ví dụ natokinat, đúng không ạ? Là những cái thuốc rất là đơn giản, cái sản phẩm chống đột quỵ não của tất cả mọi người, đặc biệt là ở cái tuổi gì mãn kinh trở ra này rất là nên dùng, đúng không ạ? Những người bị rối loạn chuyển hóa hay người béo phì nên dùng nó, là omega 3 và natokinat chẳng hạn. Tôi chỉ cần dùng natokinat là nó đã gì giảm rồi. Sau khi sử dụng maquisát là tôi bắt đầu là 1 tiếng tôi đo tôi thấy tăng là bắt đầu tôi dùng mỗi viên natokinat thôi là đã xuống rồi, đúng không ạ? Natokinat chính là gì? Cái tinh chất chiết xuất từ gì ở cái đậu nành nó lên men. Và đây chính là một cái loại enzyme rất là tuyệt vời để gì ạ? Chống đông máu và nó lại còn có tác dụng làm giãn mạch. Đấy, rất là hay, đúng không ạ? Thì nó cũng là sản phẩm từ Nhật ra, đúng không ạ? Sản xuất, nghiên cứu ra. Thì chúng ta có thể sử dụng thêm, đúng không ạ? Thì đây chính là những cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại gặp nhau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái điều cần chia sẻ, cần trao đổi, đúng không ạ?